Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, ai chân thành cảm ơn, rất chân thành cảm ơn hai bạn hội viên VIP Pro Group Zalo. Hôm qua Nguyễn Nam Thanh chuyển khoản cho tớ một bao hợp quan tán. Rồi bạn Heo chuyển cho tớ một thùng bia. Cảm ơn Nguyễn Nam Thanh, cảm ơn bạn Heo. Cảm ơn rất nhiều. Thiếu gia bất bại tập 27. Sự dũng cảm, chân chính và chính nghĩa bao giờ cũng phát sinh trong trường hợp không có bên thứ ba. Tình cảnh này thực sự phải dùng một từ biểu ngữ để mô tả. Làm phiền nhà tới giúp Tô Bạc đắp chăn. Sau đó ngửa mặt nằm bên cạnh Tô Bạc, ngơ ngác nhìn lên chùm đèn thủy tinh đang tắt trên trần nhà. Nên như có người thứ ba ở đây, cái chết đã chửi cái tên ngốc này thực sự không hiểu phong tình rồi. Một người đẹp như vậy nằm bên cạnh mà kết quả anh lại chỉ cảm thấy hứng thú với cái bóng đèn. Làm thì nhớ trong nhà tên trai bao Đạm Ngạo Nam còn có một chiếc như vậy, cũng là đồ đắt tiền nhất trong nhà anh ta. Thật ra Tiểu Nam Tử và Long Thiên không còn đẳng cấp, thậm chí có thể nói là một sự cách biệt lớn. Sở dĩ có thể tạm chơi được với nhau là vì một lần anh ta đã đưa thuốc lá cho Long Thiên trong nhà vệ sinh. Khi anh Thái muốn đánh Long Thiên thì anh ta cũng là người đầu tiên chịu đánh cùng Long Thiên. Lúc đó Long Thiên vẫn đang diễn kịch giả ngu để ăn thịt thổ, cho nên Tiểu Nam Tử không biết người thanh niên có miệng lưỡi ti tiện đó lại là con trai Lâm Thiên Tượng tiếng tâm lành lẫy, như vậy mới trở nên đáng quý. Tiểu Nam Tử có vẻ bề ngoài gọn gàng sáng sủa, nhìn thế nào cũng giống như công tử con nhà giàu, cho nên khi mọi người đến nhà anh ta chơi thì mới kinh ngạc khi nắm con nhà giàu và con nhà quan chức như Lâm Thiên được mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách giàu nghèo ở Hoa Hạ lớn như vậy. Cả ngày anh chơi bù khú cùng đám con nhà có tiền, Tiểu Nam Tử nói không tự ti là giả, nhưng anh ta vẫn mời họ tới nhà chơi. Ý đồ trong đó rất rõ ràng, nên gì cảm thấy bẩn thỉu thì anh ta sẽ giữ khoảng cách với mọi người. Kết quả là đám công tử Long Thiên được giáo dục đàng hoàng, không vì vậy mà cảm thấy dơ dáy, ngược lại còn vô cùng hứng thú, trêu chọc đủ cả. Hoàn toàn không vì thay đổi hoàn cảnh mà có bất cứ sự thay đổi gì về tình cảm nào. Nên kỳ tử dẫn đầu đám nữ sinh xuống nhà bếp phụ giúp. Ngay đến Hoàng Dung Như luôn được nuông chiều từ bé, còn giúp rửa rau. Cô rất đáng yêu thanh cừu, còn luôn miệng gọi bác trai bác gái. Mọi người không ai bảo ai mà còn bảo vệ lòng tự tôn nhạy cảm của Tiểu Nam Tử. Điều này khiến cha mẹ Đạm Ngạo Nam rất vui lòng. Vốn dĩ họ tưởng rằng Đạm Ngạo Nam dẫn về nhà là một đám trẻ ranh bất cần đời, hoặc là mấy đứa không biết tôn trọng khi thấy nhà anh ta như vậy. Nhưng không ngờ lại đều là mấy đứa rất hiểu chuyện. Bữa tối hôm đó ăn uống rất phong phú. Bố mẹ của Tiểu Nam Tử từ sớm đã cố ý tránh đi. Sau đó Phong ức không ôm một thùng bia tới. Tiểu Nam Tử uống nhiều nên đã nói một câu mà cho đến bây giờ Long Thiên vẫn còn nhớ. Anh ta nói anh ta là con nhà nghèo, đều có thể làm được, chỉ có thể liều mạng, nhất định phải khiến con mình sau này trở thành con nhà giàu. Tôi đó không để con mình phải chịu những ánh nhìn coi thường, bởi vì không phải ai cũng được như anh ta, gặp được những người bạn không quan tâm đến xuất thân. Đêm đó Tiểu Nam Tử đã khóc, đương nhiên sau khi tỉnh rượu thì nhất định không chịu thừa nhận. Lan Thiên quay đầu lại nhìn Tô Mạc đã ngủ say, hơi thở của cô bắt đầu ổn định lại, không còn những âm thanh ầm ĩ hay động dục như trong phim nữa. Vì này khiến Long Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng. Đối phương không chủ động thì mình càng không có cớ để công khai lợi dụng. Anh nhớ lại cô gái Hoàng Dung Như kia, nên như không phải cô ta liên tục thay đổi các chiêu trò quyến rũ mình thì có lẽ khả năng khống chế với sắc đẹp của Long Thiên đã không tốt như vậy. Nghĩ thế thì ngược lại phải cảm ơn nữ hiệp Hoàng những năm đó đã tự lấy mình ra để thực hiện các bài huấn luyện. Hai người đã từng trần truồng nằm trên một giường một đêm, nhưng chỉ nói chuyện mà không xảy ra bất cứ tình tiết phong hoa tuyết nguyệt nào. Nhớ có một lần mọi người cùng đi du lịch, buổi tối ở khách sạn, Long Thiên ở một mình trong phòng canh ba nửa đêm, và như có người gọi điện thoại hỏi Long Thiên có muốn tới phục vụ hay không. Sau đó là một tràng những lời nói tán tỉnh khó nghe, khi Long Thiên vẫn còn chin lúc đó dựng đứng cả lên, đang định mặc kệ phạm tội một lần, nhưng không ngờ trong điện thoại vang lên tiếng cười phóng đẳng không kiềm chế được của Hoàng Dung Như. Sau đó chuyện này đã trở thành chuyện cười của Hoàng Dung Như trong suốt một năm, lần nào cũng dùng chuyện này để uy hiếp Long Thiên làm trong lòng ngựa cho cô ta. Lâm Thiên mỉm cười, không biết Hoàng Dung Như đã hoàn lương sau khi thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa hiện nay như thế nào rồi. Còn anh Thái đánh nhau dữ dằn nhất hồi đó, không biết đã bước vào cảnh giới võ giả chưa. Còn cả Phong Ức Không đã làm được những gì trong quân đội. Tiểu Nam Tử không an phận đó, không biết vẫn còn phóng đẳng, lớn vẫn quanh mấy bà già nhà giàu khó hay không. Cô gái dễ thương thanh cừu đi trải nghiệm nơi núi rừng không biết có cực khổ quá hay không. Lâm Thiên đều không rõ những chuyện này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mọi người đều rất ổn. Cuối cùng cũng từ đám lông bông không có tiền đồ trở thành những thanh niên có chí. Nam Thiên nằm trên giường của Tô Mạch, người đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện, chờ đợi tới những thăng trầm cuộc đời.
Người nhà nói Tăng Thương có thể hiểu được, nhưng những kẻ lập dị tự biến mình thành cộng hành tây để mưa gió vùi dập mới thật đáng ghét. Nhưng cũng sẽ có những đứa trẻ trưởng thành trong sự vui vẻ hoặc bi thương. Điều may mắn nhất có lẽ là anh chị em có thể đi đúng đường. Còn chẳng biết kẻ đã giết nhiều người như mình sau này có bị xuống địa ngục hay không nữa. Lâm Thiên thu lại tầm mắt, lẩm bẩm nói ra. Để đến lúc Tô Mạch đã bình tĩnh chìm vào trong giấc ngủ sâu, Lâm Thiên xác nhận là cô ta không có gì bất ổn nữa mới ngồi dậy lặng lẽ rồi đi xuống lầu gọi một chiếc xe taxi về nhà Vương Lệ Trân. Tên Ngọc Phong thức suốt một đêm không ngủ, anh ta đưa cho Lâm Thiên một chai nước, vẻ mặt nghi ngờ dường như suy đoán không mấy tốt đẹp rằng Lâm Thiên đội trưởng đã làm gì đó Tô Mạch rồi. Trong ấn tượng của anh ta, đội trưởng đã trải qua rất nhiều bóng hồng, rất nhiều mỹ nữ vây quanh. Hồi đó có một ít nữ tên anh của quỷ môn để có anh là người thần trong mộng. Mấy người đó đều là những con cọp cái số một, ai cũng mạnh mẽ dữ dằn. Tô Mạch tự mình nhào vào lòng anh, việc này không có khiến Tiêu Ngọc Phong ngạc nhiên. Cho tới thì những cô gái ưu tú đó không chiếm được Long Thiên, chưa đã đến ngoại hình mà những phương diện khác cũng đều không bằng được Tô Mạch. Nhớ đã được ánh mắt của Tiêu Ngọc Phong, Lâm Thiên nhận nước uống một ngụm rồi cười mắng: mẹ nó, tôi chưa làm cái quái gì cả, đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó. Tiêu Ngọc Phong mỉm cười: như vậy thì tôi không cần phải gọi Tô Mạch là chị dâu đúng chứ? Còn tốt, sao lại không sợ, không dám đấu võ mồm với cô ta, mất đi biết bao nhiêu là niềm vui đó. Nhảm nhí, ông đây là tình thánh chứ không phải là ngựa đực, Lâm Thiên hiên ngang lẫm liệt nói ra. Tên Ngọc Phong vui mừng nói ra: đúng là một bước lên tầm cao mới khó khăn. Nói thật ra tuy tính tình cô nhóc Tô Mạch này hơi khó ưa một chút, nhưng nhan sắc cũng thuộc hàng thượng thừa. Có cơ hội mà không làm gì thì đúng là phí của trời. Sách rượu làm càn là xuất sinh, nhưng không làm càn thì chẳng khác gì anh còn thua cả con ngựa đực. Cút ngay, Lâm Thiên chửi ầm lên. Tên Ngọc Phong giẫm chân ga phóng đi nhanh như chớp, để lại Lâm Thiên đứng phất phơ trong gió. Anh đã bị Tiêu Ngọc Phong chọt trúng chỗ đau, cảm thấy bản thân mình tối nay quá khờ. Anh bất dĩ thở dài, đúng là làm chính nhân quân tử thật là khó. Một chiều rưỡi sáng, khi Lâm Thiên về đến nhà và đến phòng ngủ, thì Tô Mạch đang nằm trên giường bỗng nhiên mở to hai mắt. Bắt chiếc anh nhìn đến chùm đèn pha lê được chọn tỉ mỉ, nhưng vẫn không thể tìm được điểm gì đặc sắc. Không biết nơi tiếng đồng hồ đó Lâm Thiên đã cảm thấy cái đèn này đẹp đến mức nào, để đến nỗi anh không thèm quan tâm tới một cô gái trần như nhộng đang nằm kế bên. Hai má Tô Mạch ẩn hồng xinh đẹp kiều diễm, nhưng đó là vẻ mặt tỉnh táo không thuộc về một cô gái say rượu cần đến người dìu đi. Có lẽ ban đầu cô ta chỉ mơ mơ màng màng vì thuốc của Uông An, nhưng sau khi về đến nhà cô ta đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nhưng bất ngờ là cô ta không đuổi người đàn ông đầu tiên bước vào nhà của mình. Cô ta chỉ nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Đêm nay Lâm Thiên cho cô ta một cảm giác cực kỳ yên tâm. Từ khi rời xa vòng tay của cha mẹ để sống độc lập thì lâu rồi, Tô Mạch luôn cô đơn một mình, không có cảm giác này. Vì thế cô ta không muốn và không nỡ phá bỏ bầu không khí đó. Thậm chí cô ta còn tính đến khả năng tệ nhất, trai đơn gái chiếc cùng nằm trên một chiếc giường có thể làm được gì chứ? Dù Lâm Thiên có muốn nổi máu sở khanh, hóa sói hóa thú gì đó, thì một cô gái tay trói gà không chặt như cô ta, bản thân còn là cảnh sát thì không thể bám cảnh sát được. Từ đầu Tô Mạch đã tự thấy thẹn vì suy nghĩ đó, nhưng bây giờ tất cả đã tan thành mây khói. Bởi vì tình khốn chẳng hiểu phong tình đó, chỉ thấy máy tay trên một chút rồi lại trở nên ngay thẳng và ngoan ngoãn đến mức khiến người phá giận sôi. Thậm chí cô ta còn tranh thủ lúc Long Thiên đi tắm, cố tình cởi quần áo trên người xuống và nghe thấy hơi thở nặng nề của anh khi bước ra khỏi phòng tắm. Lòng cô ta vui đến nở hoa và nghĩ sẽ khiến anh nghẹn chết. Thế nhưng cô ta không ngờ tên khốn đó chỉ nhào tới đắp chăn trên người mình rồi cứ giữ nguyên tư thế nhìn lên trần nhà suốt nửa tiếng đồng hồ. Tô Mạch có rất nhiều cảm xúc trong khoảng thời gian đó, có sợ hãi, có ngạc nhiên, rồi có thất vọng. Thậm chí cô ta còn nghi ngờ liệu cái tên dẻo miệng ba hoa chích chòe này có bị bất lực hay gì không. Nếu không thì tại sao lại không nhìn đến cô ta chứ? Cho đến khi anh rời khỏi phòng thì Tô Mạch đã bắt đầu nghi ngờ bản thân mình không đủ sức hấp dẫn và đã nên tự ti. Tính đến thời điểm này, trong lòng cô ta vẫn có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Cô ta cứ nhìn chiếc đèn đó gần một tiếng đồng hồ. Sau đó mới đứng dậy, tiện tay ôm chiếc gối đầu bên cạnh ra ngoài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra: bà cái thứ không bằng cầm thú. Sáng sớm hôm sau, Tô Mạch hào hứng vui vẻ đi làm. Trong điện thoại còn có đoạn ghi âm tối hôm qua, từng đó là đủ để tố cáo Uông An. Đó là kẻ từng có tiền án hình sự, nên chỉ cần Tô Mạch mời cô bé đó đứng ra làm chứng thì vụ án cưỡng hiếp trẻ vị thành niên có thể được phá và bắt giam tội phạm. Tạ đã lớn trong lòng Tô Mạch đã được buông xuống, chỉ sợ là lúc ra tòa lại xảy ra biến cố bất ngờ ở đó thôi. Suy cho cùng thì lại cảnh bá như Uông An làm cái gì cũng làm được mà. Tô Mạch đến đồn cảnh sát và lập tức chạy vào phòng làm việc của mình giải quyết công việc. Cô ta muốn trả cho cô bé đó sự công bằng vì đau lòng cho cô gái nhỏ đó và cũng sợ chuyện đó lại xảy ra. Có những thứ một khi mất đi rồi thì sẽ không bao giờ tìm lại được.
Nếu như cảnh sát nhân dân không tóm được hết tất cả mọi tội phạm thì họ cần cảnh sát để làm gì? Khi Tô Mạch đang bận xuất đầu mẻ tránh để giải quyết bằng chứng thì một đứa cảnh sát hào hứng vọt vào văn phòng, cô ta nói ra: "Trưởng khoa, vụ án của Chu Như được phá rồi." Chu Như chính là nạn nhân trong vụ án cưỡng bức trẻ vị thành niên của Ung An. Tô Mạch khó hiểu hỏi: "Phá rồi sao?" "Bằng chứng trong tay cô ta vẫn còn nằm đây chưa được gửi đi mà đã phá được án rồi sao? Cho đã tên Ung An đó lại giở trò quỷ cưỡng chế kết án sao?" "Đúng vậy, mới nãy thôi kẻ tình nghi Ung An chạy tới tự thú, tên đó đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chúng ta có thể bắt hắn theo đúng quy định của pháp luật." Nữ cảnh sát vui vẻ lên ra: "Tự thú sao?" Tô Mạch mặt nghệt ra: "Thế là hắn ta đột nhiên tìm thấy lương tâm của mình rồi sao?" "Không, trong hắn ta tối hôm qua không giống vẻ mặt của người cảnh rất lương tâm chút nào. Rốt cuộc là tại sao chứ? Chẳng lẽ là người đó..." Tô Mạch đứng dậy đưa ra: "Dẫn tôi đi xem như thế nào." Khi Tô Mạch đến phòng thẩm vấn, đúng là Ung An đang ngồi bên trong. Thấy Tô Mạch, Ung An lập tức kêu cha gọi mẹ: "Cảnh sát Mạch, không, à, bà nội của tôi có tội, tôi không phải là con người, tôi là thứ súc sinh, không bằng cầm thú, xin cô hãy bắt tôi đi, cầu xin cô." Dòng Ung An thê thảm không ai bằng. Hai cảnh sát thẩm vấn tội phạm cũng tròn mắt nhìn. Bọn họ xử lý vụ án trong bao nhiêu năm qua mà chưa thấy kẻ tự thú nào khó thành ý đến mức này. Không chỉ họ mà cả Tô Mạch cũng nghịch mặt ra. "Chuyện này là sao chứ?" Tô Mạch há hốc miệng nói ra. Hai cảnh sát kia cũng lắc đầu. Ban nãy họ cứ tưởng là do Ung An uống nhầm thuốc nên nói lung tung, nhưng sau khi thẩm vấn thì hắn ta muốn tự thú thật. Hơn nữa khi họ không chịu lấy ra còng ra bắt hắn thì hắn ta còn vội vã hơn cả cảnh sát nữa, đúng là chẳng khác gì một tên điên. Ung An quỳ bộ gối xuống trước mặt Tô Mạch, vừa tát vào mặt mình vừa nói ra: "Tôi là cô, chứ cần cô tha cho tôi thì cô muốn tôi làm gì cũng được." Tô Mạch đã hiểu được phần nào. Bà hai cảnh sát kia và Ung An đang khóc như mưa đi rồi vội vàng chạy tới đá văng cửa phòng Tiêu Ngọc Phong. Rốt cục Long Thiên là người như thế nào? Tiêu Ngọc Phong, nếu như hôm nay anh không chịu khai hết ra thì đừng hòng ra khỏi cánh cửa này. Tiêu Ngọc Phong hít một hơi thật sâu, thả lỏng hai tay. Tô Mạch, cô vẫn còn muốn tìm đội trưởng để gây chuyện sao? Không, tôi muốn cua ông ta. Tô Mạch hết sức hiên ngang lắm liệt, tươi cười rực rỡ nói thẳng ra. Dường như Vương Đại Trinh chưa bao giờ chủ động tìm Long Thiên, tính luôn cả lần hồi họp bạn học. Nếu chị Tiêu Tinh không gửi tin nhắn cho anh thì có lẽ anh còn đang có cơ hội chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân. Vì thế sau bữa cơm trưa trở lại văn phòng làm việc chuẩn bị nghỉ ngơi thì việc nhận được tin nhắn của Vương Lệ Trinh khiến Long Thiên không hề vui vẻ mà còn nhíu mày. "Chiều nay thầy tôi đi tham gia cuộc họp." Tin nhắn vẫn ngắn gọn như trước, hơn nữa còn nghe như mệnh lệnh, cực kỳ thích hợp với tác phong mạnh mẽ ép người của Vương Lệ Trinh. Tuy nhiên đó không phải là trọng điểm, vấn đề là cô nhóc đó là chủ động muốn đi cùng anh. Chẳng lẽ trong cuộc họp đó có cái gì nguy hiểm sao? "Mấy giờ?" Long Thiên suy nghĩ cả buổi trời rồi trả lời hai chữ ngắn gọn: 3 giờ, anh làm tài xế." Tin nhắn được gửi lại rất nhanh, Long Thiên trả lời: "Tôi làm vợ." Vương Đại Trinh không trả lời tin nhắn nữa. Cô đã tiếp nhận sự thật là mặt Long Thiên rất dày rồi. Việc nhìn những tin nhắn cợt nhã đã trở thành như cơm bữa với cô mấy ngày nay. Hồi đầu cô còn mắng lại vài câu, sau đó nhìn ra Long Thiên sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Hơn nữa cô càng mắng thì tin khốn đó lại càng vui thêm. Vương Đại Trinh đã rút kinh nghiệm, chứ cần anh không gọi cô như thế trước mặt mọi người là được. Xế chiều hôm đó, Long Thiên đến phòng làm việc của Lương Hồng để xin phép. Ông ta khá là xa cách với Long Thiên, nói không chừng vẫn còn bực bội về chuyện anh tham ô 1 triệu. Giọng điệu khó chịu, châm chọc rồi lại khiêu khích. "Cái gì mà cậu chủ không cần phải xin phép, cậu thích thì làm, còn không thích thì nghỉ thôi." Long Thiên vặn lại luôn: "Anh nói chúng ta có nên tiến hành nghiên cứu học thuật thêm một lần nữa hay không nhỉ? Gần đây anh có khá nhiều tư tưởng mới mẻ về mặt quản lý nhân lực. Hơn nữa, lần này chúng ta có thể trao đổi bằng 5 loại ngôn ngữ." Điều này khiến Lưu Hồng nhớ lại màn thể hiện hết sức biến thái lúc anh đến phỏng vấn. Tới giờ mặt ông ta vẫn còn đau. Ông ta phùng mắt trợn mắt bảo Long Thiên lượn ra chỗ khác chơi. Long Thiên vui vẻ hớn hở ra khỏi phòng làm việc. "Này thì nói móc, nói xin các kiểu, tôi không làm gì được ông sao?" Trước khi xuống lầu, Long Thiên gửi cho Vương Đại Trinh một tin nhắn, nói anh sẽ chờ ở quán cà phê đầu đường để người ta không nói ra nói vào. Long Thiên luôn rất làm tốt khoản này. Anh không quan tâm việc tất cả mọi người trong công ty biết anh là chồng Vương Đại Trinh, nhưng anh vẫn chọn tôn trọng vợ mình. Bà phút sau, Vương Đại Trinh mang đôi giày cao gót xuất hiện ở đầu đường. Vẫn là dáng vẻ đầy tự tin, duyên dáng và thời thượng. Đằng sau là một túi nhã với cả chồng tài liệu, bộ đồ thiên nga và vị con xấu xí điển hình. Anh không nói một tuổi nhã xấu, nhưng trên thực tế nếu xét về gương mặt thì một tuổi nhã còn nhỉnh hơn. Về tuổi tác, nét đẹp của tuổi thanh xuân đã để khá khá đàn ông phải bỏ mặt sống chết vì cô ta. Nhưng đứng phía sau Vương Lệ Trinh rực rỡ chói mắt thì sự khác biệt
và đối lập nhau rất rõ ràng, có thể nói là thua xa vạn dặm. Làm Thiên nghĩ có một Tử Nhã theo thế này thì hắn là có liên quan tới công việc. Vân Trần Trần ngồi ở khoang sau, mà Tử Nhã định ngồi bên ghế lái phụ nhưng cảm thấy không ổn lắm nên đánh với dày dặn ngồi bên cạnh Vân Trần Trần, nhìn nháy mắt với Lâm Thiên cực kỳ đáng yêu. Lâm Thiên giật tắt đi thuốc nói ra, đi đâu vậy? Sân Côn Thiên Sơn. Vân Trần Trần trả lời, đi đánh golf sao? Trò đó chỉ thích hợp với phụ nữ, anh đi theo làm cái gì chứ? Con không bằng đi bắn cung, nghe có vẻ đàn ông hơn. Lâm Thiên khinh bị nói ra. Vân Trần Trần hừ lạnh, tán sát tài xế lái xe lại lắm mồm cái gì? Anh không muốn thì xuống xe đi. Cái gì thích mạnh miệng đúng không? Lâm Thiên không thấy khó chịu. Ông đây là một bạch diêm vương của quỷ môn, chạy tới đây làm tài xế cho em thì thôi đi, còn phải nghe mấy lời châm chọc mỉa mai của em nữa, anh xin phép không hầu. Tính với Lâm Thiên là như thế, thích anh mềm không anh cứng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nói ra, mở Tử Nhã và điện thoại kêu tài xế tới. Tập đoàn chúng ta cũng chẳng có gì, nhưng tài xế thì có rất nhiều. Lâm Thiên cười lạnh, gọi đi, em gọi người nào tới anh sẽ đánh người đó, em gọi hai người tới anh đánh luôn cả hai người. Lâm Thiên, anh bị điên sao? Với Lâm Thiên, em có thuốc không? Thấy các tượng khẩu chiến đã diễn ra vô số lần ở nhà đã sắp lên sóng và chuẩn bị chuyển sang đánh nhau, mở Tử Nhã bị kẹp ở giữa đành phải bất lực nói ra, anh Thiên, chủ tịch đang có tâm trạng không tốt, anh đừng giật chị ấy làm gì. Nhưng là nó khiến Vân Trần Trần trừng mắt nhìn một Tử Nhã, còn bé này càng ngày càng quá quắt. Một Tử Nhã bị trừng nên sợ thè lưỡi không dám lộ ra mặt nữa. Lâm Thiên bèn lên tiếng, nếu mà Tử Nhã nên anh không chấp nhận em đó, không cần, nếu anh không thích thì cứ xuống xe đi. Vân Trần Trần tức giận nói, lại còn nể mặt một Tử Nhã nữa, tôi là cấp trên trực tiếp của hai người, làm ơn phân biệt cho rõ trật tự trên dưới đi. Lâm Thiên không đáp lời, có trời mới biết hôm nay Vân Trần Trần uống nhầm thuốc gì, tính tình nóng nảy như lửa. Cứ cãi nhau thế này chắc chắn Lâm Thiên sẽ xuống xe thật. Cái gì có mức độ của nó, một vừa hai phải thôi, vượt quá thì sẽ là tự rước lấy nhục. Lâm Thiên hết sức tập trung lái xe, tất nhiên anh cũng sẽ để ý xem rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến Vân Lạc Trân tức giận như thế. Trong đoạn đối thoại của Vân Lạc Trân và một Tiếng Nhã, Lâm Thiên đã nghe được rằng có lẽ lần này là một đợt nhắm vào tập đoàn Vương Thị hòng bức vua thoái vị. Có tổng cộng hơn 10 công ty dược quy mô lớn bắt tay với nhau để yêu cầu tập đoàn Vương Thị giảm giá cung ứng dược cho họ xuống 20%. Thuốc là dòng sản phẩm ít lời nhưng tiêu thụ mạnh, nhất là với công ty cung ứng. Trên thị trường bán một hộp thuốc cảm viên con nhộng khoảng hơn 30 đồng, giá nhập hàng chỉ cần 7-8 đồng thôi, vậy mà họ cũng phải giảm xuống 20% giá nữa thì không đủ để bù lại vốn. Ngay một Tử Nhã báo cáo danh sách các công ty, sắc mặt của Lê Trân ngày càng tệ, cô cười lạnh nói ra, chắc là công ty dược do Tần Thị đã cho bọn họ cái gan đó, đánh vào giá tiền. Thần Tung Hoành học được cái trò hại người không lợi mình hay sao? Khờ, tranh thủ lúc bố tôi không ở đây để bắt nạt một đứa con gái như tôi sao? Chủ tịch, thái độ của bọn họ kiên quyết lắm, chúng ta có để yên như vậy liệu có ổn hay không? Mở Tử Nhã lo lắng nói, con ta sợ nhất chính là tình huống hơn 10 ông chủ doanh nghiệp bắt tay với nhau để đối phó với Lê Trân. Tới lúc đó, cho dù cô có mạnh mẽ thế nào cũng không thể nào đỡ nổi. Sắc mặt Lê Trân khá là âm u, một đám ô hợp thiếu thể tạo ra sóng gió gì chứ? Tôi sẽ đến gặp bọn họ để xem thử có phải tất cả đều đứng về phía Tần Tông Hoàng hay không. Nếu là thật thì tôi cũng thua, tâm phục khẩu phục. Mở Tử Nhã gật đầu, không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy Vương Lệ Trân như thế này thì cô ta luôn cảm thấy hơi lo lắng. Chiếc xe giữa Sân Côn Thiên Sơn không hổ là chỗ có người nhiều tiền, chỉ riêng số lượng những chiếc xe sang đổ trong bãi đã đủ để mở một cuộc triển lãm xe rồi. Các nhân vật của công ty dược phẩm nổi tiếng hàng đầu như công ty dược phẩm Thiên Sơn, Hoàng Hưng, Thiên Kỷ đã tập trung ở Sân Côn Thiên Sơn. Họ đều ăn mặc rất chỉnh tề, hầu hết đều là mặc sơ mi polo cùng với áo khoác ngoài. Khi bước vào trong sân bóng và bắt gặp mấy người này, bộ vest của Lâm Thiên có phần hơi trội. Có vài người hừ mũi khinh thường, dường như mặc định anh giống như mấy kẻ quê mùa chưa từng tới sân golf bao giờ. Còn bộ đồ công sở của Vân Lệ Trân và một Tử Nhã không khiến người ta cảm thấy kỳ cục, là vì nhiều người đến đây cũng thường có thư ký ăn mặc kiểu như vậy đi cùng. Bà nhìn thấy Vân Lệ Trân thì có không chủ động tới chào hỏi, có thể nói là do cuộc họp này khá đột ngột. Hơn nữa lại là bên Vương Đại Trân đề xuất, cho nên chỉ chú tâm chơi golf, trong đó một số người tỏ ra lạnh nhạt với ý kiến của cô. Có thể không một công ty dược phẩm nào dám thở với tập đoàn Vương Thị hàng đầu thế giới, nhưng nếu là mười mấy công ty liên kết lại với nhau thì khí thế sẽ khác biệt. Vương Đại Trân không hề lo lắng gấp gáp gì sau khi bảo một Tử Nhã tìm chỗ ngồi xuống. Cô không tiến lên chào hỏi, cô gọi một ly cà phê. Một thanh niên thô kệch như Lâm Thiên trước giờ không thích mấy chỗ ra vẻ thượng đẳng tao nhã như thế này. Vừa đặt bấm ngồi xuống để cảm thấy choáng váng. May là có hai người đẹp trước mặt để ngắm, nếu không chắc anh không trụ nổi thêm một chân nào nữa. Đây chắc là di truyền từ Lâm Thiên Tượng. Ông ấy có khi còn là ông tổ thô kịch.
Có lần ông ấy mặc quần đùi đi biển còn với áo mayo mà đòi chạy vào sân côn trải nghiệm cách sống của người có tiền. Kết quả là bị bảo vệ ngăn lại một cách thê thảm. Nam thiếu tướng chân đi dép lê đứng ở cổng tranh cãi với bảo vệ cả nửa ngày trời. Dù ấy đã nói rất tử tế rồi nhưng đối phương vẫn không chịu cho qua, còn mắng thêm vài câu, sau cùng chửi ông ấy là đồ ngu. Nam thiếu tướng nhờ mắt một cái để kêu người lái xe tông thẳng vào cổng, từ đó lấy ra 100 triệu tiền mặt, mua đứt cái sân côn đó luôn. Người vụ trách sân côn thấy vậy thì sợ và đá ra quần, nên bảo vệ cả đời chưa được thấy nhiều tiền mặt như vậy, bốn điên luôn. Đại diện của mười mấy công ty dược phẩm thông thả đi tới, trong khi thế có tên đi đầu, giống như kiểu đang dẫn đầu các đồng chí cách mạng không bằng. Ông ta tên là Đông Cường, 55 tuổi, là một trong những lãnh đạo cấp cao của công ty dược phẩm Hoàng Hưng, cũng là một người có máu mạch trong ngành. Lần này để do một tay ông ta liên kết các công ty lại để tạo phản. Vừa đợt trên vẫn chỉ ngồi yên uống cà phê, không hề bị khí thế của đối phương áp đảo. Có thể một phần là do vị trí, Đông Cường cùng với đám người đứng trước mặt cô, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân. Lâm Thiên thầm tán thưởng trong lòng, bữa đại tranh lúc này thực sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Lê Tranh đến rồi sao, không đánh vài đường sao? Đây không phải là lần đầu tiên Đông Cường nói chuyện với bữa đại tranh. Ông ta biết rất rõ cô rất kiêu ngạo, trong lòng suy tính gì không biết được, nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười. Bữa đại tranh đứng dậy. Chú Cường, chú làm như thế này hình như không đúng nhiều lắm.